Chào các bạn Hôm nay à, mình nấu à, à, Cây da lạ vương đó các bạn Là mình nấu à, Canh à, rau Và sao bỉ Thì đây là à, rộ cân này. À, Cái cân sẻ các bạn với rau mà đề Và mình bỏ vô mấy lá ngò rỉ về ngò gai để nấu cho thơm đó Thì à, nấu canh Đây là mình chuẩn bị để nấu canh ở đây Và đây là Phần nước Để mình chuẩn bị nấu luôn rồi à, bị đau á. À, bữa hôm à, năm ngoái lên mình trong rồi thì à, trẻ bầu trẻ mướp ăn trước, trẻ bí thứ tư rồi mình ăn sau, khi thì mình nấu canh, khi thì mình xào. Thì hôm nay là mình xào. Bị đau là sao với à, Đây, mình đã chuẩn bị xào rồi đây. Thì mình xào mà mình bỏ à, à, cà rốt vô trong có cái màu các bạn ạ, à, hình như cơ thể mình cái màu cũng quan trọng lắm á. Thành mình luôn luôn nấu cái gì mà ấy là mình có bỏ màu sắc vô là màu đỏ của củ cà rốt đó Còn trong này thì mình đem à, à, gia vị rồi, có à, gừng, à, à, tiêu muối rồi rồi Và kể đến là à, đây là cái chén à, ngò gai với ngò rỉ đó các bạn Mình chuẩn bị để sao bị đau rồi mình bỏ vô à, Và mình ăn thì à, có mè khi nào hết mày không có thì thôi cho con là mình xào xong là mình có bọt mè vô Và mũi là để khi bọt bị đau rồi là à, vô là rắc chục mũi lên trên à, Đây là một đũa để mình à, dùng cho bữa nấu à, à, trưa này Thì à, thôi thì cái nhà lão vương là các bạn ra hãy cái là vô có nấu liền à. Rất là khỏe mà tốt cho sức khỏe làm các bạn ơi mà cũng vui nữa Mình rất hạnh phúc khi mình có cái mạnh vương mình ra mình hại cái vô mình Mình ăn rồi sức khỏe mình cũng được tốt Rồi à, ăn cũng ngon nữa các bạn Thì thôi trừ mình à, à, bật lửa để nấu thôi Đây các bạn, mình đã nấu chín rồi đây Đây là tô à, cánh cân sẻ Lạ mà đê Rồi à, mình bỏ thêm à, ngò rỉ về ngò gai thì mình nấu mình có đập miền gừng đó à, nấu với tô phu còn đây thì à, à, bị đau các bạn ăn bữa hôm à, rồi à, mình chừa lại là mình ăn từ từ thì đem ra mình à, hôm nay mình xào thì mình bỏ à, củ cà rốt vô trong có mau me cho sức khỏe cả à, cũng cần cái mau là một đau các bạn thì mình bỏ ngô ngò gai ngô, ngô rỉ vô khi sao xong và có bỏ một chục mè các bạn ạ à. thì à, mè về gừng à, mình thích lắm á nhiều khi hết thì thôi à, thì à, qua đây à, mình chia sẻ về các bạn có nhà có cò vườn cũng nên trong à, để ra hại cái vô nấu liền rất là ngon các bạn nè à. ngon lắm luôn á mình thấy ri là mình hạnh phúc lắm á À, thôi thì um, mình chia sẻ về thôi mình dừng clip tại đây nhé mình chào các bạn và chúc các bạn uh, có một bữa ăn ngon miệng uh, có nhà có vườn thì uh, cũng nên trồng để uh, có những bữa ăn uh, sức khỏe giống như mình uh, một tuần uh, mình không ăn uh, cả tuần nhưng mà trong vườn cũng có uh, uh, hai ba bữa, uh, hai ba ngày uh, để uh, cho sức khỏe cả gia đình và các bạn thì thôi mình chào các bạn nha Chúc các bạn cũng có một bữa ăn ngon miệng Một ngày vui vẻ nha Chào các bạn Bye